Những tháng đầu năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung khắc phục khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hạ tầng chuyển đổi số, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền, bảo đảm toàn bộ văn bản hồ sơ được tạo lập, xử lý trên môi trường mạng, duy trì kết nối, truyền số liệu thông suốt từ trung ương đến cơ sở để phục vụ chính quyền số. Xác định vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, chính quyền xã Nga Thái đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho người dân sử dụng các ứng dụng tiện ích phục vụ đời sống, triển khai kế hoạch chuyển đổi số đến từng thôn và các tổ công nghệ số cộng đồng. Cán bộ hướng dẫn chỉ cần một hai lần là mình có thể làm trên điện thoại được, thao tác rất chỉ là nhanh gọn. Mà những cái thủ tục mà ngày trước mình phải lên trên thành phố hoặc lên trên tỉnh làm, bây giờ mình làm tại xã cũng được, nhanh gọn và trực tuyến luôn. Bố trí cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp thực hiện được cái việc nộp hồ sơ trực tuyến, rồi là thanh toán trực tuyến, rồi là số hóa hồ sơ để đảm bảo rút ngắn cái thời gian và giảm cái thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Với quyết tâm cao, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt mục tiêu có ít nhất một huyện được công nhận chuyển đổi số cấp huyện và 240 xã phường thị trấn được công nhận chuyển đổi số cấp xã theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025. Để tăng cường khả năng ứng phó rủi ro thiên tai, đặc biệt là sạt lở và lũ quét, một số cộng đồng vùng cao đang được đầu tư các mô hình ứng phó và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, số lượng vẫn còn rất hạn chế. Hầu hết cộng đồng sống trong vùng nguy cơ cao, đối mặt với rủi ro thiên tai, vẫn thiếu các giải pháp và công trình kiên cố. Đây là cây cầu bê tông vượt lũ được xây dựng tại bản Thăng, xã Tùng Vài. Trước khi cây cầu này được xây dựng, người dân bản Thăng không thể qua suối an toàn vào mùa mưa lũ. Thì nước nó cũng vượt cầu, nếu mà mình đi nương đi đâu về thì cũng phải tay bám cầu xong bò qua thôi. Trẻ con ở nhà cũng xin có giáo nghỉ, không được đi học. Có cái cầu này thì còn các con còn nực nước ngập mà bố mẹ cõng qua. Thì như ở các cái thôn biên giới rất khó khăn, thì qua quá trình tập huấn cũng như là của chương trình thì các bạn đoàn viên thanh niên cũng như người dân cũng đã ý thức được và chấp hành cái việc là bảo vệ rừng cũng như là bảo vệ các cái nguồn nước khi không phá hoại để tránh cái việc tránh bị ảnh hưởng bởi lũ. Kế hoạch 5 năm tới với mục đích tăng cường khả năng chống chịu của Việt Nam, những hiểu biết sâu sắc của các thành viên đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai sẽ góp phần quan trọng trong việc định hình các ưu tiên và định hướng con đường chung của đối tác. Tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, với mức độ rủi ro thiên tai khác nhau, gia tăng mức độ tổn thương đối với cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với chính quyền các cấp và người dân trong thay đổi chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó trọng tâm cần chủ động lập kế hoạch và sẵn sàng hành động sớm trước khi thiên tai xảy ra. Lễ hội Mường Xia là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo, đậm đà bản sắc và gắn với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của cộng đồng người Thái, huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lễ hội diễn ra vào đầu tháng 2 âm lịch. Lễ hội Mường Xia để tưởng nhớ tướng quân Tư Mã Hai Đào, người đã có công gìn giữ biên cương của Tổ quốc, mang lại ấm no cho bản làng. Hàng năm cứ đến ngày 9, 10 tháng 2 âm lịch, đồng bào lại tổ chức lễ hội Mường Xia. Tất cả nhân dân trên dưới xuôi như nhau là phải nhớ cái cung của ông đấy. Đấy thì mới có là cái hoàn vía. Mới có cái hoàn vía đây. Bản sắc dân tộc phải nhớ đến cái cung lao của ông đấy. Từng năm là phải từ đó để cung ơn của ông. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa ẩm thực độc đáo của các dân tộc. Trải qua biến thiên của thời gian, những thăng trầm của lịch sử, lễ hội Mường Xia vẫn được người dân địa phương trao truyền qua nhiều thế hệ. Cái hình thức tổ chức nó lớn hơn, rồi được quan tâm là nâng lên, rồi bà con rất phấn khởi là vui tươi với lễ hội. Là đây là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm đến nền văn hóa bản sắc dân tộc. Để hòa vào cái không khí của lễ hội năm nay thì mình rất chi là vinh dự và tự hào khi mà được gìn giữ và bảo tồn bản sắc của dân tộc. Năm nay là rất chi là đông vui và phấn khởi. Với những giá trị lịch sử, nhân văn và khoa học sâu sắc, lễ hội Mường Xia được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.